Chào quý vị quay trở lại với kênh. Sau đây thì chúng ta sẽ cập nhật một số thông tin liên quan đến vụ việc người đàn ông bị rắn hổ mang chúa cắn ở Tây Ninh. Mấy ngày qua thì cộng đồng mạng xôn xao sự việc vì cho rằng vợ của người đàn ông bị rắn cắn này có thái độ chảnh chọe, không nhận tiền thử tiền, chia ít và không cho quay hình. Mấy ngày trước thì trên mạng xã hội lan truyền một đoàn clip quay lại cảnh một youtuber cô đã đi vào trong bệnh viện để thăm anh Tâm cũng như để ủng hộ tiền hỗ trợ cho anh Tâm quá trình chữa trị. Tuy nhiên, ở đây thì anh gặp một sự cố đó là chị tuổi vợ của anh Tâm đã không tiếp chuyện với youtuber này và yêu cầu nếu như anh muốn quay thì sẽ phải xuất tình thẻ nhà báo hay là nếu anh làm cho kênh youtube thì kênh gì và phải có thẻ thì mới được phép quay. Khi youtuber này cho rằng chỉ những người là nhà báo thì họ mới có thể nhà báo, còn mình chỉ là một youtuber thì không thể nào có thể gì được. Mình đến đây để trao một phần tiền ít ỏi hỗ trợ cho anh Tâm trên tư cách là một nhà hào tâm. Thế nhưng chị tuổi đã từ chối nhận số tiền ít ỏi này mà theo youtuber này nói thì khoảng 2 triệu rưỡi. Sau khi đoạn video này được tung lên mạng xã hội thì rất nhiều những cộng đồng mạng đã quay qua chỉ trích chị tuổi, cho rằng vì bây giờ chị đã nhận được số tiền từ thiện rất là nhiều cho nên chị coi thường những đồng tiền nhỏ hơn. Sau đó thì hàng loạt những ý kiến ném đá trên cộng đồng mạng lan truyền, đặc biệt là có rất nhiều người đã bức xúc và gọi điện trực tiếp vào số điện thoại của chị tuổi la mắng chị. Sau hàng loạt những ý kiến chửi bới nhắm vào mình, chị tuổi rất là hoang mang chị cũng đã lên tiếng giải thích và xin lỗi trong những đoạn video khác của các youtuber chị tuổi cho rằng mình chỉ là một người nông dân rất dốt và không biết chữ ai nói gì thì nghe nấy có người nói với chị rằng những trường hợp đến làm từ thiện hay là phỏng vấn ai cần thiết thì mình cho quay còn không thì không nên cho quay và không biết là họ hỏi chi tiết như thế nào mà chị tuổi mới yêu cầu phải có thẻ phóng viên thì mới được phỏng vấn chị tuổi khóc lóc và xin lỗi các mạnh thường quân vì đã từ chối và không cho chụp hình. Chị trân trọng các tấm lòng của các mạnh thường quân, dù ít dù nhiều. Chị hy vọng rằng mọi người sẽ vẫn tiếp tục yêu thương và ủng hộ cho vợ chồng chị. Quý vị và các bạn thân mến, đúng là hoàn cảnh của anh Tâm chị tuổi rất đáng thương. Và rất nhiều các mạnh thường quân cũng đã chúng tay giúp đỡ trong thời gian vừa qua. Số tiền ủng hộ cho vợ chồng chị đã lên con số hàng trăm, thậm chí lên tiền hàng tỷ. Và với số tiền này thì đã đủ chi trả cho viện phí của anh Tâm cũng như trang trải cuộc sống sau này của gia đình. Vì vậy, theo mình nghĩ thì để chấm dứt tất cả những phiền toái hiện tại thì chị tuổi nên tạm ngưng không nhận thêm tiền từ thiện. Và các bạn thường quân hãy sử dụng những đồng tiền của mình cho những hoàn cảnh khó khăn khác.